Truyền thông Pháp đưa tin nam diễn viên gạo cội Alain Delon đã qua đời ở tuổi 88, tuy nhiên nguyên nhân ông mất chưa được chia sẻ cụ thể. Sức khỏe Alain Delon giảm sút từ nhiều năm qua sau khi ông bị đột quỵ vào năm 2019. Sau đó, nam diễn viên ít xuất hiện và lui về dưỡng già tại điền trang ở Donchy, vùng Vandelor, Pháp. Alain Delon sinh năm 1935 tại Skell, một xã nhỏ bên dòng sông Seine của Pháp. Cuộc đời của nam diễn viên có nhiều biến động khi cha mẹ ly hôn từ năm ông 4 tuổi, khi trưởng thành Alain Delon gia nhập quân ngũ. Sau khi rời quân đội, ông từng làm nhiều việc như bồi bàn, giao hàng. Trong một lần gặp gỡ, Alain Delon được minh tinh Brigitte Ober chú ý và rủ tham gia liên hoan phim Cannes, từ đó mở ra cơ hội bước vào thế giới điện ảnh. Năm 1960, Alain Delon trở thành ngôi sao với vai diễn trong bộ phim Purple Noon, một bộ phim dựa trên các cuốn tiểu thuyết tội phạm hình sự của nhà văn Mỹ Patricia Highsmith. Sau đó, ông tham gia nhiều phim và làm việc với các đạo diễn hàng đầu thời bấy giờ. Trong 60 năm, Alain Delon đã đóng khoảng 90 phim điện ảnh, truyền hình. Tại liên hoan phim Cannes 2019, Alain Delon được trao giải cành cọ vàng danh dự, nhưng bị nhiều người phản đối vì những tai tiếng trong quá khứ. Đơn phản đối nhận hơn 25.000 chữ ký điện tử. Alain Delon từng nói ông không bận tâm những lời chỉ trích của công chúng về lối sống. Trong những năm cuối đời, nam diễn viên chia sẻ rằng bản thân vỡ mộng với ngành công nghiệp điện ảnh. Tuy nhiên, ông vẫn xuất hiện trong một vài bộ phim ở tuổi hơn 70.